Em chào thầy và tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đến với video bài tập cá nhân của mình. Và lời nói đầu tiên thì mình xin gửi lời cảm ơn đến với thầy Phan Quỳnh Anh, vì nhờ có phần bài tập này thì mình mới có thể ngồi đây làm clip trình bày rõ hơn về bản thân của mình. Bản thân của mình là ai, mình có những mục tiêu gì và làm thế nào để mình thực hiện những cái mục tiêu đó. Và để hiểu sâu hơn về cái vấn đề này thì mình bắt đầu vào clip nhé. Đến với mục định vị bản thân thì chúng ta có 3 phần. Thứ nhất là tôi là ai, thứ hai là mục tiêu của tôi, và thứ ba là làm cách nào. Đến với phần đầu tiên là who am I, thì mình xin tự giới thiệu, mình là Nguyễn Trần Ngọc Mẫn, sinh ngày 6 tháng 11 năm 2004, đến từ Quảng Ngãi, và hiện tại mình đang sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Để chia sẻ một chút về cái tên của mình thì hồi nhỏ thì mình thật sự không thích cái tên của mình cho lắm, vì rất nhiều lý do ngớ ngẩn mà một đứa trẻ đưa ra, như là nguyên một khối học sinh thì không ai trùng tên với mình, hay là mỗi lần đọc tên lên thì ai cũng sẽ hỏi là ủa Mẫn là nam hả. Nhưng hiện tại thì mình đã có những suy nghĩ thoáng hơn và cho là độc nhất cũng tốt mà. Mình đã hiểu ra được ý nghĩa cái tên của mình, Ngọc Mẫn. Ngọc có nghĩa là ngọc ngà châu báu, Mẫn là cần mẫn, kiên nhẫn, chăm chỉ. Gộp cái tên lại thì nó mang ý nghĩa muốn giàu có thì cần phải cần mẫn. À, quá hay đúng không? Mình tự bịa ra thôi, nhưng mà thật sự mình thích cái cách giải nghĩa này và nó làm cho mình siêu thích cái tên của mình luôn. Tiếp theo chính là sở thích và thói quen của mình. Thì mình là một người thích ở một mình và nghe nhạc. Không biết nói sao nữa, nhưng mà mình được biết là một người rất là ham chơi, hoạt ngôn, nói nhiều, cười nhiều. Nhưng mình thật sự rất thích ở một mình, vì chỉ khi có ở một mình thì mình mới có thể thả mình vào những suy nghĩ chân thật nhất. Nhiều người nói ở một mình làm họ cảm thấy cô đơn, nhưng khi mình ở một mình thì mình có thể làm vô vàn chuyện mà mình muốn mà không cần phải quan tâm đến điều gì. Và một trong những việc làm đó là nghe nhạc max volume. Nghe nhạc vậy rất là thích, vì không gian yên tĩnh mình mới có thể cảm nhận được hết những cái nhịp điệu, những cái thông điệp mà nhạc sĩ muốn gửi đến thính giả. Và sở thích to lớn nhất của mình chính là nhảy. Và mình hiện tại đang tham gia vào câu lạc bộ giai điệu trẻ trực thuộc Đại học UH. Nhảy mang đến cho mình sức khỏe, mối quan hệ và tinh thần. Mỗi lần được nhảy chung với team thì mình như là tìm lại được chính mình. Và khác hẳn với sở thích ở một mình thì lúc nhảy là lúc mình hoạt động rất nhiều, cả về thể xác lẫn tinh thần. Và đặc biệt là một con người nói chung và là một sinh viên nói riêng thì ai cũng sẽ có thế mạnh và điểm yếu. Và thế mạnh của mình thì như mình đã nói ở trên, thì mình là một người rất là hoạt ngôn, vui vẻ, hòa đồng. Có thể nói là ai cũng có thể làm quen trò chuyện với mình bất kỳ lúc nào. Mặc dù vui vẻ là thế, nhưng mà mình luôn đặt ra cho mình những cái nguyên tắc cho bản thân trong công việc, như là khi nhận job thì mình sẽ luôn đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, và giao sản phẩm đúng deadline, đúng hẹn. Hay là tính sáng tạo, tỉ mỉ, cẩn trọng của mình cũng được áp dụng khá nhiều trong lúc đi học. Là trong nhóm hoạt động thì mình luôn đảm nhiệm vai trò làm slide, vì sáng tạo cũng là một lợi thế đúng không? Và đã có thế mạnh rồi thì chắc chắn không thể thiếu điểm yếu. Thì mình tự đánh giá là mình hơi khó kiềm chế cảm xúc của mình, nên là đôi lúc có những trường hợp làm việc không vừa ý thì mình sẽ lập tức tỏ thái độ. Và đó cũng là một điểm yếu chí mạng của mình, và mình đang dần dần sửa chữa nó. Tiếp theo là mình khá thích ở một mình, nên làm việc thì mình luôn dành là một mình á, mình không có muốn làm chung, cho nên là cái tinh thần teamwork của mình cũng bị đánh giá là không cao. Và thường giao việc cho người khác thì mình cảm thấy không yên tâm, không khó vừa ý liền, là bắt người ta phải sửa đổi hoài á. Thiệt ra mình cũng suy nghĩ đắn đo, nhưng mà không sửa thì nó không hoàn thiện. Tiếp theo là khả năng giao tiếp của mình chỉ ở mức tạm chấp nhận, chứ chưa đến mức là giỏi. Ta đến với phần tiếp theo chính là my target, mục tiêu của mình. Hiện tại mình là sinh viên chuyên ngành lữ hành của Đại học UH, ngôi trường mà trước kia thường được hay biết đến với cái tên là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và UH chính là mục tiêu học vấn đầu tiên của mình mà mình đã cố gắng đạt được. Bên cạnh đó
cũng có những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn của riêng mình. Những mục tiêu ngắn hạn, ví dụ như là cố gắng hoàn thành đủ các chương trình của nhà trường, TOEIC, đạt TOEIC 650 và bằng ICEBA, thì mình đã đạt được bằng ICEBA rồi. Và cái mục tiêu kế tiếp của mình chính là TOEIC. Tiếp theo là ra trường đúng hạn với tấm bằng giỏi và trau dồi những kiến thức, kỹ năng mềm và cứng khác nhau, và tìm cho mình một công ty thực tập phù hợp với lĩnh vực và ngành học khả năng của mình. Tiếp theo là mục tiêu dài hạn thì chính là tìm được cho mình một công việc mang lại thu nhập để có thể độc lập tài chính, phụ giúp gia đình, khám phá nhiều điều mới lạ hơn từ những vùng đất mới, từ khắp đất nước mình và cả nước ngoài nữa, và thành thạo thêm cho mình một ngôn ngữ bên cạnh tiếng Anh, và học thêm một tài lẻ, ví dụ như là nhạc cụ nè, hay là nấu ăn, hay là làm những cái vật thủ công này kia. Và cuối cùng đã đặt ra được cho mình mục tiêu thì mình phải có cách để đạt được cái mục tiêu đó, thì chính là phần how to do, là làm thế nào để được mục tiêu đó. Thì mình sử dụng hai quy tắc là quy tắc 10.000 giờ và quy tắc 20-80. Đối với quy tắc 10.000 giờ thì mình sẽ bỏ ra tầm 2-3 tiếng một ngày để học một kỹ năng mới, ví dụ như là học tiếng nè, hay là học nấu ăn hay là gì đó. Và quy tắc 20-80 thì mình sẽ bỏ 80% của cải tiền bạc công sức để đầu tư vào các mục tiêu ngắn hạn, và 20% của cải tiền bạc công sức để đầu tư vào mục tiêu dài hạn. Qua 3 phần vừa rồi thì các bạn cũng đã được nghe mình trình bày về thông tin của mình, thứ hai là về mục tiêu của mình, và thứ ba là những cái cách để mình thực hiện được cái mục tiêu đó. Và qua cái phần đó thì mình cũng muốn có một vài lời muốn nhắn gửi đến các bạn, là hy vọng các bạn có thể định vị được bản thân của mình nè, biết được bản thân mình ở đâu, mình muốn gì, và sẽ đạt được những cái mục tiêu của mình trong tương lai. Cảm ơn đã lắng nghe.